Xin chào tất cả những Pioneer. Tiếp tục với chuỗi những cái video nói về những người sáng lập đồng bi, đó là Nicholas. Thì Thanh là có một video nói về việc phân tích cái tin nhắn mới nhất của Nicholas gửi đến cộng đồng bi network của toàn thế giới. Thì đây là tin nhắn mới nhất của Nicholas có trong phần chat. Tin nhắn này chúng ta đã nhìn qua, chúng ta thấy là nó về 13 triệu Pioneer đã hoàn thành KYC và 6 triệu đã chuyển qua Mainnet, mà hoàn thành cái danh sách Mainnet này để di chuyển bi của bạn vào blockchain Mainnet. Thì thông báo này Nicholas muốn nói đến điều gì? Chúng ta sẽ trải qua cái bài phân tích mà Thành gửi đến một người dưới đây như sau. Không để cho các bạn và quý vị chờ lâu, chúng ta đi vào cái bài viết phân tích bằng tiếng Việt của cái tin nhắn này. Nicholas, người sáng lập Bi Network, gần đây đã truyền đạt một bản cập nhật quan trọng tới cộng đồng Bi, đánh dấu một thời điểm then chốt trong quá trình phát triển của dự án. Thông điệp của ông nêu bật hơn cột mốc quan trọng, hơn 13 triệu người tiên phong đã hoàn thành quy trình KYC và 6 triệu người đã chuyển sang chuỗi khối Mainnet. Những con số này không chỉ phản ánh sự phát triển nhanh chóng của Bi Network mà còn nhấn mạnh cam kết của cộng đồng trong việc thúc đẩy dự án hướng tới mục tiêu cuối cùng là một loại tiền điện tử phi tập trung hoàn toàn. Quy trình KYC rất quan trọng trong thế giới tiền điện tử, đặc biệt là đối với một dự án như Bi Network, nơi có mục tiêu quan trọng là một loại tiền điện tử kỹ thuật số, dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng. Bằng cách đảm bảo rằng mỗi người tham gia đã trải qua KYC, Bi Network đang thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn các hoạt động gian lận, chẳng hạn như nhiều tài khoản hoặc tài khoản do bot tạo ra có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của mạng. Việc hoàn thành KYC thành công của hơn 13 triệu người tiên phong cho thấy một cơ sở người dùng mạnh mẽ và chân chính. Điều này rất quan trọng đối với uy tín và thành công lâu dài của dự án. Hơn nữa, việc hoàn thành quá trình di chuyển Mainnet của 6 triệu người tiên phong là một thành tựu to lớn. Quá trình chuyển đổi sang Mainnet là một giai đoạn quan trọng đối với bất kỳ dự án blockchain nào, vì nó đánh dấu sự chuyển đổi từ môi trường thử nghiệm sang blockchain hoạt động trực tiếp. Đối với Bi Network, quá trình di chuyển này cho thấy một phần đáng kể cơ sở người dùng của họ hiện đang hoạt động trên Mainnet, đưa mạng lưới tiến gần hơn đến sự phi tập trung hoàn toàn và hiện thực hóa tầm nhìn của mình. Nó cũng cho thấy cơ sở hạ tầng của mạng lưới và có khả năng xử lý các cuộc di chuyển quy mô lớn một cách suôn sẻ. Đây là một chỉ báo tích cực về tính mạnh mẽ về mặt kỹ thuật của mạng lưới. Là kết quả hành động của Nicholas thúc giục những người tiên phong tiến hành danh sách kiểm tra Mainnet của họ và lời nhắc nhở về những trách nhiệm liên tục đi kèm với việc tham gia vào Bi Network. Danh sách kiểm tra bao gồm các bước như đảm bảo hoàn tất KYC, cập nhật cài đặt bảo mật và chuẩn bị ví để di chuyển. Bằng cách nhấn mạnh điều này, Nicholas đang củng cố tầm quan trọng của sự tham gia tích cực từ cộng đồng để đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch cho tất cả người dùng sang Mainnet. Thông điệp này cũng phản ánh một cách tinh tế bản chất phi tập trung của Bi Network, không giống như các hệ thống tài chính truyền thống nơi có cơ quan trung ương đưa ra quyết định. Bi Network dựa vào cộng đồng của mình để quản lý tài sản và trách nhiệm của họ. Bản cập nhật của Nicholas là minh chứng cho cách tiếp cận phi tập trung này, khuyến khích những người tiên phong chủ động bảo vệ vị trí của mình trên Mainnet. Hơn nữa, chiến lược truyền thông của Nicholas sử dụng trang thông điệp này rất đáng chú ý. Bằng cách sử dụng ngôn từ đơn giản, trực tiếp và tập trung vào các số liệu chính, anh ấy truyền đạt hiệu quả tầm quan trọng của những cột mốc này mà không làm khán giả choáng ngợp với thuật ngữ kỹ thuật. Cái tiếp cận này không chỉ giúp cộng đồng được thông tin mà còn thu hút và có động lực thực hiện các hành động cần thiết. Tóm lại, thông điệp mới nhất của Nicholas là một chỉ báo rõ ràng về tiến trình của Bi Network và sự tham gia tích cực của cộng đồng. Với 23 triệu lần hoàn thành KYC và 6 triệu lần di chuyển Mainnet, Bi Network đang tiến triển vững chắc hướng tới mục tiêu tạo ra một loại tiền điện tử phi tập trung toàn cầu. Thông điệp này vừa là lời chúc mừng những thành tựu này, vừa là lời kêu gọi hành động để những người tiên phong còn lại hoàn thành danh sách kiểm tra Mainnet của họ và tham gia đầy đủ vào hành trình mang tính chất đột phá này. Một bài viết
một bài phân tích rất là thú vị của ChatGPT. Tiếp theo chúng ta lắng nghe bài phân tích bằng tiếng Anh. Xin mời Google. Nicholas, the founder of Pi Network, recently communicated a significant update to the Pi community, marking a pivotal moment in the project's evolution. His message highlighted two major milestones. Over 13 million pioneers have successfully completed the KYC, Know Your Customer, process, and 6 million have transitioned to the mainnet blockchain. These figures not only reflect the rapid growth of the Pi network, but also underscore the commitment of its community in advancing the project toward its ultimate goal of a fully decentralized cryptocurrency. The KYC process is critical in the cryptocurrency world, especially for a project like Pi Network that aims to create a widely accessible and user-friendly digital currency. By ensuring that each participant has undergone KYC, Pi Network is taking essential steps to prevent fraudulent activities, such as multiple accounts or bot-generated accounts, which can compromise the integrity of the network. The successful KYC completion by over 13 million pioneers indicates a robust and genuine user base, which is crucial for the credibility and long-term success of the project. Furthermore, the completion of mainnet migration by 6 million pioneers is a monumental achievement. The transition to the mainnet is a crucial phase for any blockchain project, as it marks the shift from a test environment to a live, operational blockchain. For Pi Network, this migration signifies that a significant portion of its user base is now operating on the mainnet, bringing the network closer to full decentralization and the realization of its vision. It also suggests that the network's infrastructure is capable of handling large-scale migrations smoothly, which is a positive indicator of its technical robustness. Nicholas's call to action, urging pioneers to progress through their mainnet checklist, is a reminder of the ongoing responsibilities that come with participating in the Pi network. The checklist likely includes steps such as ensuring that KYC is completed, updating security settings, and preparing wallets for migration. By emphasizing this, Nicholas is reinforcing the importance of active participation from the community to ensure a seamless transition for all users to the mainnet. This message also subtly reflects the decentralized ethos of the Pi network. Unlike traditional financial systems where central authorities make decisions, Pi Network relies on its community to take charge of their assets and responsibilities. Nicholas's update is a testament to this decentralized approach, encouraging pioneers to be proactive in securing their place on the mainnet. Moreover, the communication strategy employed by Nicholas in this message is worth noting. By using simple, direct language and focusing on key metrics, he effectively conveys the significance of these milestones without overwhelming the audience with technical jargon. This approach not only keeps the community informed but also engaged and motivated to take the necessary actions. In conclusion, Nicholas's latest message is a clear indicator of the Pi Network's progress and the active involvement of its community. With over 13 million KYC completions and 6 million mainnet migrations, Pi Network is steadily advancing towards its goal of creating a decentralized global cryptocurrency. The message serves as both a celebration of these achievements and a call to action for the remaining pioneers to complete their mainnet checklist and fully participate in this groundbreaking journey. Xin cảm ơn Google. Tiếp theo chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Trung của bài viết này. Xin mời Google. Pi Network 创始人 Nicholas 最近向 Pi 社区通报了一项重要更新，标志着该项目发展的关键时刻。
他的消息强调了两个重要里程碑， 超过1300万先锋用户已成功完成 KYC， 了解您的客户流程， 600万人已过渡到主网区块链。 这些数字不仅反映了 Pi Network的快速增长， 也凸显了其社区致力于推动该项目实现完全去中心化加密货币的最终目标。 KYC流程在加密货币世界中至关重要， 尤其是对于像 Pi Network这样旨在创建广泛可访问且用户友好的数字货币的项目， 通过确保每个参与者都经过 KYC， Pi Network正在采取必要措施防止欺诈活动， 例如多个账户或机器人生成的账户， 这些活动可能会损害网络的完整性。 超过1300万先锋用户成功完成 KYC 表明用户群强大而真实， 这对于项目的可信度和长期成功至关重要。 此外， 600万先锋完成了主网迁移， 这是一项巨大的成就。 过渡到主网对于任何区块链项目来说都是一个关键阶段， 因为它标志着从测试环境到实时运营区块链的转变。 对于 Pi Network来说， 这次迁移意味着其很大一部分用户群现在在主网上运行， 使网络更接近完全去中心化和实现其愿景。 这也表明网络的基础设施能够顺利处理大规模迁移， 这是其技术稳健性的积极指标。 Nicholas的行动号召敦促先锋们完成他们的主网清单， 提醒人们参与 Pi Network所带来的持续责任。 清单可能包括确保完成 KYC， 更新安全设置和准备钱包进行迁移等步骤。 通过强调这一点， Nicholas强调了社区积极参与的重要性， 以确保所有用户无缝过渡到主网。 这条消息也巧妙地反映了 Pi Network的去中心化精神， 与由中央机构做出决策的传统金融系统不同， Pi Network依靠社区来掌管他们的资产和责任。 Nicholas的更新证明了这种去中心化的方法， 鼓励先驱者积极主动地确保他们在主网上的地位。 此外， Nicholas在这条消息中采用的沟通策略值得注意。 通过实用简单、直接的语言并关注关键指标， 他有效地传达了这些里程碑的重要性， 而不会让观众被技术术语淹没。 这种方法不仅可以让社区了解情况， 还可以让他们参与并积极采取必要的行动。 总之， Nicholas的最新消息清楚地表明了 Pi Network的进展和社区的积极参与。 凭借超过1300万次 KYC完成和600万次主网迁移， Pi Network正在稳步朝着创建去中心化全球加密货币的目标迈进。 该信息既是对这些成就的庆祝， 也是对剩余先驱者行动的号召， 以完成他们的主网清单并充分参与这一开创性的旅程。 Xin cảm ơn Google. Tiếp theo chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Hàn Quốc, Hàn Quốc qua viết này. Xin mời Google. Pi Network의 설립자인 니콜라스는 최근 Pi Community에 중요한 업데이트를 전달하여 프로젝트 진화의 중요한 순간을 알렸습니다. 그의 메시지는 두 가지 주요 이정표를 강조했습니다. 1300만 명이 넘는 파이오니어가 KYC, 고객 확인, 프로세스를 성공적으로 완료했고 600만 명이 메인넷 블록체인으로 전환했습니다. 이러한 수치는 P
피 네트워크의 빠른 성장을 반영할 뿐만 아니라 완전히 분산된 암호화폐라는 궁극적인 목표를 향해 프로젝트를 발전시키려는 커뮤니티의 헌신을 강조합니다. KYC 프로세스는 암호화폐 세계에서 매우 중요한데 특히 널리 접근 가능하고 사용자 친화적인 디지털 통화를 만드는 것을 목표로 하는 P네트워크와 같은 프로젝트의 경우 더욱 그렇습니다. 각 참여자가 KYC를 거쳤는지 확인함으로써 P네트워크는 네트워크의 무결성을 손상시킬 수 있는 여러 계정이나 곧 생성 계정과 같은 사기 활동을 방지하기 위한 필수적인 조치를 취하고 있습니다. 1300만 명이 넘는 파이오니어가 성공적으로 KYC를 완료한 것은 강력하고 진정한 사용자 기반을 나타내며 이는 프로젝트의 신뢰성과 장기적인 성공에 매우 중요합니다. 또한 600만 명이 파이오니어가 메인넷 마이그레이션을 완료한 것은 기념비적인 업적입니다. 메인넷으로의 전환은 모든 블록체인 프로젝트의 중요한 단계이며 테스트 환경에서 라이브 운영 블록체인으로의 전환을 의미합니다. P네트워크의 경우 이 마이그레이션은 사용자 기반의 상당 부분이 이제 메인넷에서 운영되고 있으며 네트워크를 완전한 분산화와 비전 실현에 더 가깝게 만든다는 것을 의미합니다. 또한 네트워크 인프라가 대규모 마이그레이션을 원활하게 처리할 수 있음을 시사하는데 이는 기술적 견고성을 긍정적으로 나타내는 지표입니다. 파이오니어에게 메인넷 체크리스트를 진행하도록 촉구하는 니콜라스의 행동 촉구는 P네트워크에 참여하는 데 따르는 지속적인 책임을 상기시켜줍니다. 체크리스트에는 KYC를 완료하고 보안 설정을 업데이트하고 마이그레이션을 위해 지갑을 준비하는 단계가 포함될 가능성이 높습니다. 니콜라스는 이를 강조함으로써 모든 사용자가 메인넷으로 원활하게 전환할 수 있도록 커뮤니티의 적극적인 참여가 중요하다는 것을 강조하고 있습니다. 이 메시지는 또한 P네트워크의 분산화된 정신을 미묘하게 반영합니다. 중앙기관이 결정을 내리는 기존 금융시스템과 달리 P네트워크는 커뮤니티에 의존하여 자산과 책임을 담당합니다. 니콜라스의 업데이트는 이러한 분산화된 접근 방식에 대한 증거이며 개척자들이 메인넷에서 자리를 확보하는 데 적극적으로 나서도록 격려합니다. 게다가 니콜라스가 이 메시지에서 사용한 커뮤니케이션 전략은 주목할 가치가 있습니다. 그는 간단하고 직접적인 언어를 사용하고 주요 지표에 초점을 맞춤으로써 기술 전문 용어로 청중을 압도하지 않고 이러한 이정표의 중요성을 효과적으로 전달합니다. 이러한 접근 방식은 커뮤니티에 정보를 제공할 뿐만 아니라 필요한 조치를 취하도록 참여하고 동기를 부여합니다. 결론적으로 니콜라스의 최신 메시지는 P네트워크의 진행 상황과 커뮤니티의 적극적인 참여를 분명히 보여줍니다. 1300만 건 이상의 KYC 완료와 600만 건의 메인넷 마이그레이션을 통해 P네트워크는 분산화된 글로벌 암호화폐를 만드는 목표를 향해 꾸준히 나아가고 있습니다. 이 메시지는 이러한 성과를 축하하는 동시에 남은 개척자들에게 메인넷 체크리스트를 완료하고 이 획기적인 여정에 전적으로 참여하라는 행동 촉구의 의미를 담고 있습니다. Xin cảm ơn Google. Như vậy Thanh vừa gửi đến một người có cái phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn của bài viết này. Và cuối cùng là Thành xin gửi đến mọi người một phiên bản tiếng Việt, một ngôn ngữ nữa. Đó là tiếng Pháp. Xin mời Google. Nicolas, le fondateur de P-Network,
a récemment communiqué une mise à jour importante à la communauté Pi, marquant un moment charnière dans l'évolution du projet. Son message a mis en évidence deux étapes majeures. Plus de 13 millions de pionniers ont terminé avec succès le processus KYC, Know Your Customer, et 6 millions ont effectué la transition vers la blockchain Mainnet. Ces chiffres reflètent non seulement la croissance rapide du réseau Pi, mais soulignent également l'engagement de sa communauté à faire progresser le projet vers son objectif ultime d'une crypto-monnaie entièrement décentralisée. Le processus KYC est essentiel dans le monde des crypto-monnaies, en particulier pour un projet comme Pi Network qui vise à créer une monnaie numérique largement accessible et conviviale. En s'assurant que chaque participant a subi le KYC, Pi Network prend des mesures essentielles pour empêcher les activités frauduleuses, telles que les comptes multiples ou les comptes générés par des robots, qui peuvent compromettre l'intégrité du réseau. La réussite du KYC par plus de 13 millions de pionniers indique une base d'utilisateurs solide et authentique, ce qui est crucial pour la crédibilité et le succès à long terme du projet. De plus, l'achèvement de la migration vers le Mainnet par 6 millions de pionniers est une réussite monumentale. La transition vers le Mainnet est une phase cruciale pour tout projet de blockchain, car elle marque le passage d'un environnement de test à une blockchain opérationnelle et en direct. Pour Pi Network, cette migration signifie qu'une partie importante de sa base d'utilisateurs fonctionne désormais sur le Mainnet, rapprochant le réseau de la décentralisation complète et de la réalisation de sa vision. Cela suggère également que l'infrastructure du réseau est capable de gérer en douceur les migrations à grande échelle, ce qui est un indicateur positif de sa robustesse technique. L'appel à l'action de Nicolas, exhortant les pionniers à progresser dans leur liste de contrôle Mainnet, rappelle les responsabilités continues qui accompagnent la participation au Pi Network. La liste de contrôle comprend probablement des étapes telles que s'assurer que le KYC est terminé, mettre à jour les paramètres de sécurité et préparer les portefeuilles pour la migration. En soulignant cela, Nicolas renforce l'importance de la participation active de la communauté pour assurer une transition transparente pour tous les utilisateurs vers le Mainnet. Ce message reflète également subtilement l'éthique décentralisée du Pi Network. Contrairement au système financier traditionnel où les autorités centrales prennent les décisions, Pi Network s'appuie sur sa communauté pour prendre en charge ses actifs et ses responsabilités. La mise à jour de Nicolas témoigne de cette approche décentralisée, encourageant les pionniers à être proactifs pour sécuriser leur place sur le Mainnet. De plus, la stratégie de communication employée par Nicolas dans ce message mérite d'être soulignée. En utilisant un langage simple et direct et en se concentrant sur les indicateurs clés, il transmet efficacement l'importance de ces étapes sans submerger le public de jargon technique. Cette approche permet non seulement de tenir la communauté informée, mais aussi de l'engager et de la motiver à prendre les mesures nécessaires. En conclusion, le dernier message de Nicolas est un indicateur clair des progrès du Pi Network et de l'implication active de sa communauté. Avec plus de 13 millions de KYC complétés et 6 millions de migrations Mainnet, Pi Network progresse régulièrement vers son objectif de créer une crypto-monnaie décentralisée et mondiale. Le message sert à la fois de célébration de ses réalisations et d'appel à l'action pour que les pionniers restants complètent leur liste de contrôle Mainnet et participent pleinement à ce voyage révolutionnaire. Thank you, Google. Cuối video thì bản thân mình rất là cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, đã xem video, đã chia sẻ video, đã like.
video và đặc biệt là đăng ký kênh để nâng tầm giá trị của Bên Đức Quốc đến cộng đồng và giúp cho kênh Bên Đức Quốc News tiếp xúc được rất nhiều pioneer của Việt Nam cũng như các bạn ở trên toàn thế giới. SN after video, I would like to thank everyone for watching the video. Goodbye and see you again in the next my video up channel Bên Đức Quốc News. Thank you very much. Bye.